các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Những người Pha-ri-siêu và các kinh sư bèn sầm xì với nhau. Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này: Một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi chạy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp, và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa mà ta ở đây lại chết đói. Thôi, ta đứng lên đi về cùng cha và thưa với người: Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. Anh ta còn ở đằng xa thì người cha đã trông thấy. Ông chạy lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bây giờ người con nói rằng: Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng. Lúc ấy, người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: Em cậu đã về và cha cậu đã làm thịt con bê béo vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe. Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha: Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha và chẳng khi nào trái lệnh. Thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Nhưng người cha nói với anh ta: Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy. Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, một lần nữa chúng ta lại được nghe chủ ngôn về người cha nhân hậu. Thông thường được hiểu như là dụ ngôn về người con phung phá, mặc dù không được chính xác lắm, nhưng gần như được số đông các Kitô hữu đón nhận. Tuy nhiên thực tế chúng ta lại nhìn ra một cái góc độ nữa từ dụ ngôn này, đó là cái thách đố giữa một bên là lòng thương yêu của người cha, và một bên là sự hiểu biết và thái độ sẵn sàng chấp nhận cái tình thương của người cha theo như là quan niệm, theo như là hoàn cảnh và theo như là tâm trình của hai người con. Người con thứ trải qua liên tục những lầm lỗi đã vấp phải trong cái tuổi trẻ của mình. Khi muốn tách ra khỏi tình cha, muốn tách ra khỏi cái tình thương, muốn tách ra khỏi cái sự bảo bọc của cha mình để sống theo như là những ước mơ, từ cái tự do, từ những cái tham vọng của tuổi trẻ còn thiếu kinh nghiệm trường đời.
đã thực sự nhận ra mình rất cần được cái tình yêu thương của cha giáo dục, nuôi dưỡng và che chở. Thì anh đã quyết định để trở lại với cha, trở lại với cái khung nhà ấm cúng mà từ đó anh đã được sinh ra và được lớn lên. Anh muốn trở lại với cái nồng ấm của tình cha. Từ đó anh đã được lớn lên, anh đã được cảm nghiệm được, và anh đã không thể tìm ra ở ngoài xã hội, ở ngoài cái khung cảnh của mái ấm gia đình. Anh đã quyết định để mà đứng lên một lần thật là dứt khoát, mặc dù đó không phải là một cái hành động dễ dàng gì, khi mà anh đã từng một thời bị chìm ngập, bị đè bẹp, bị trói cột và bị cầm tù trong tất cả những cái hình thức của ác tà, trong cái một xã hội không còn cái tình người nữa mà chỉ còn là những cái tương quan vụ lợi, những cái tương quan ích kỷ, những cái tương quan có tính thống trị và bóc lột khai thác lợi nhuận trên người đồng loại. Cái gì đã giúp cho anh có thể đủ sức mạnh, đủ can đảm để một lần vùng thoát ra khỏi những cái cạm bẫy xấu xa, độc hại của bên ngoài xã hội, để trở về với gia đình, trở về với tình cha, trở về với cái mái ấm của mình? Nếu không phải, đó chính là cái kinh nghiệm không thể nào quên về tình yêu thương của cha, một cái tình yêu không có đặt điều kiện, một cái tình yêu không đòi đền đáp, một cái tình yêu có thể nói là cho không và biếu không. Và lựa chọn của anh đã cho thấy rằng lựa chọn đúng đắn. Lựa chọn đó đã đưa anh từ cái chỗ tưởng là chết mà nay được sống, tưởng là bị đánh mất nhưng nay lại được tìm thấy, tưởng là vô vọng nhưng nay lại trải ra đằng trước một cái khung trời đầy những cái ước mơ tươi đẹp. Trong khi đó, người anh cả, một người không chịu qua những cái nỗi bất hạnh của người em, vẫn luôn luôn được sống ở trong nhà, vẫn luôn luôn được sống ở trong cái sự thương yêu đùm bọc của cha, được hưởng tất cả những cái gì tốt đẹp nhất mà cha dành cho anh. Tuy nhiên, một lần nữa cho thấy anh gần mà lại xa. Anh gần cha, anh gần như thể là với cái cự ly không còn có thể rút ngắn được nữa. Và anh đã cảm nghiệm được tất cả những cái phẩm chất cao quý của tình cha. Tuy nhiên, bất hạnh thay, anh lại quá xa cha. Cái xa vắng này chính là tấm lòng của anh. Anh có thể vâng theo những chỉ thị của cha để làm việc cho cha, nhưng mà anh không có một cái tấm lòng để phục và để xác tín rằng cha của mình là đúng, cha của mình luôn luôn là thương yêu mình trên hết. Có lẽ cái lời mà anh sau cùng đã tự thú nhận, rốt cuộc anh làm tất cả chỉ vì vụ lợi, không phải vì biết ơn cha, không phải vì yêu kính cha, mà chỉ vì cái đồng lương mà anh làm chẳng khác gì một cái người tôi tớ được thuê để làm công việc cho chủ. Bởi vì thế mà trong cái lúc thử thách hết sức căng thẳng và cũng hết sức là chân thật để anh bộc lộ con người của anh chỉ là một kẻ làm thuê không hơn không kém, đó là anh đòi phải được trả công cho xứng đáng. Chúng ta là những Kitô hữu, chúng ta là những người đã hàm ơn Chúa Giêsu với cái giá máu của Ngài đã đổ ra trên thánh giá. Chúng ta
không còn một cái phương cách nào, một cơ hội nào để mà đền ơn đáp nghĩa cho Chúa Kitô với ơn cứu mạng chúng ta. Chỉ còn cách là chúng ta phải biết đối xử hết sức là nhân ái và hết sức là thương yêu một cách vô điều kiện như chúng ta đã được Thiên Chúa Cha đối xử với chúng ta khi chúng ta còn là tội nhân. Theo ngôn từ của Thánh Phaolô thì Thiên Chúa đã yêu thương ta và đã dám chết vì ta. Thì để đối lại, chúng ta cũng hãy xử sự với nhau theo cái gương của Thiên Chúa nhân từ, theo cái gương của chính Chúa Giêsu, gương mặt của lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi chúng ta một cái cơ hội nào đó phải đối diện trước cái thách đố là liệu chúng ta có chấp nhận cái tình thương của Cha chúng ta trên trời hay không, tình thương đã được thể hiện một cách trọn vẹn nơi Chúa Giêsu Kitô, và chính Chúa Giêsu Kitô lại muốn truyền đạt cái sứ vụ đó, cái sự thực hiện tình thương đó trong hội thánh của Chúa. Và bây giờ là mời gọi mỗi người chúng ta cũng hãy đối diện với cái thách đố đó. Liệu chúng ta có thể nói được như Chúa Giêsu trong giờ thập tử nhất sinh ở giường cây dầu, lạy Cha, xin đừng theo ý con, mà ý Cha phải được thượng tốt. Xin cảm ơn anh chị em.